Cập nhật thông số vành đai 3 đoạn đường đi ngang Vinhomes Grand Park, Long Đường. Vành đai 3 rộng 35,8m, lộ giới 54,5m bao gồm hành lang an toàn, hành lang xanh mỗi bên 33m, lộ giới và hành lang xanh lên đến 102,5m. Đường nội khu song hành hai bên 17m, 11m lòng đường, 3m vỉa hè mỗi bên, khoang lùi từ vỉa hè vào tháp căn hộ đầu tiên 6m mỗi bên. Lợi ích đa tầng cho cư dân Vinhomes Grand Park là dự án hiếm hoi mà vành đai 3 chạy xuyên qua tâm. Vinhomes Grand Park được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường đánh giá sẽ hưởng lợi lớn từ chuỗi giá trị vượt trội mà tuyến đường huyết mạch tạo ra. Thực tế ghi nhận, kể từ khi vành đai 3 khởi công, mặt bằng giá bất động sản tại các dự án trên toàn tuyến đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt là nhóm những dự án sở hữu vị trí đắc địa. Cùng với đó, toàn bộ cư dân đại đô thị sẽ hưởng lợi từ việc di chuyển thuận tiện, nhanh chóng. Xuất phát từ đại đô thị, thông qua vành đai 3, cư dân chỉ mất từ 5 đến 10 phút là đã có thể tiếp cận cao tốc Long Thành Dầu Dây, đi sân bay Long Thành dễ dàng. Cần thêm 10 đến 20 phút nữa vào tới trung tâm thành phố mà không gặp khó khăn gì. Sở hữu lợi thế vàng từ tuyến vành đai 3 chạy xuyên tâm dự án, Vinhomes Grand Park đã hút lượng lớn khách mua. Nhà đầu tư là các chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cao cấp trong và ngoài nước, nhờ khả năng kết nối tới các cụm khu công nghiệp, sân bay, cảng biển thuận tiện. Vị trí kề cận các trường đại học lớn còn giúp đại đô thị thu hút lượng lớn cư dân trí thức trẻ, năng động đến an cư.